Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đang đến với kênh Natalia Family Cuộc Sống Brazil. Thì hôm nay mình sẽ đi đến một cái chợ của người Tây Bắc, người miền Tây Bắc Brazil nha cả nhà. Đây cả nhà, chuẩn bị bước vào cổng chợ đây. Ê, họ sắp xếp cái củi cũng hay à. Không biết làm gì này. Thì đây là cái chợ này, vào là phải mua vé nha cả nhà. Đó, chồng đang mua vé. Ẩm lắm. Đây nào ta, đứng đây nè con. À, trời ơi, tốn tiền. Đây chồng đang mua vé căn nhà. Santa Fe Watch 50.000 một người nha. Đây cái gì cũng thẻ đó. Đó nha, vào đưa vé nè. Rồi sẽ được qua. Ok. Đi. Ok. Đây. Rồi, phải kiểm soát nữa. Mẹ mẹ qua trước cái mẹ. Đó, là phải kiểm soát người như vậy cả nhà. Đi chợ thôi mà căng dữ vậy. Đó. Có cây có đồ. À mở ra mẹ. Mở ra kiểm soát. Đó. Obrigado. Bom dia. À, obrigado. Đó, mình qua nhanh hơn. Trời ơi, đi chợ mà tưởng như là đi qua cổng sân bay không cả nhà. They check your body. Yeah. I know. They didn't check me. Đây cả nhà. Nó cho mình cái cảm giác như chợ Bến Thành á, look like Bến Thành Market. Mình nói với chồng là chợ Bến Thành bởi vì chồng cũng hay đi chợ Bến Thành lắm cả nhà. Đó, y như là chợ Bến Thành đó. Thì ở đây đặc biệt là cái đồ ăn là cái kiểu của người Tây Bắc, người miền Tây Bắc Brazil nha cả nhà. À, mình cứ hình dung là giống như là bây giờ người Huế vào thành phố Hồ Chí Minh thì họ sẽ mở cái gian hàng, một cái chợ đóng như thế này nè, là của người Huế thôi. Thì ai muốn ăn các sản phẩm của Huế hay là quần áo hay là các kiểu gì của người Huế thì phải tập trung vào một nơi, chứ họ không có bán rải rác, họ không có bán rải rác giống khắp nơi nha. Đó, mà họ sẽ tập trung lại như vậy. Ví dụ như ở đây mình muốn tìm các sản phẩm của người miền Tây Bắc Brazil thì mình phải lại đây, chứ là mà họ không có bán khắp nơi ở Rio de Janeiro nha. Đây cả nhà, các gian hàng của họ đây. Đây là cái bánh truyền thống của người Tây Bắc nè. Đó, người Tây Bắc ở Brazil, ở đây họ bán thịt muối nè cả nhà. Đó, thịt heo muối. Con sứa biển mà, hỏi con sứa biển là con gì? À, đây là ở đây họ bán những cái thịt muối khô luôn á cả nhà. Sợ quá bà, tình nghe quá. Vậy à? Đây. Đây là cả nhà, họ sẽ bán những cái đồ kiểu như là handmade nhiều hơn á. Có đầu con bò nè, đó. Thường họ sẽ trang trí cái cách là hơi thổ dân á cả nhà. Cái cách của họ là kiểu như là như miền Tây hoang dã. Cái cách của họ, của người miền Tây Bắc ở đây là vậy à.
cái tấm thảm mà họ dệt tay rất là đẹp ha, họ làm bằng tay đẹp, rất là đẹp. Cái võng ở đây họ bán cái võng rồi cả nhà, cái võng làm rất là màu mè, có ren ren ở phía dưới nữa ha. Đó cái võng đó. À ở đây có chạn ná nè cả nhà, trời ơi đây có bán chạn ná nè cả nhà, chạn ná Brazil nè, 40.000 cái chạn ná này nha cả nhà. Đó đây, biển là cái gì, lộn sẽ biển. Some dish look nice. Đây là khu này là giống như là khu để nhảy nhót cả nhà. Okay. Really? Okay. Yeah, but why? For what? Trời đất ơi cả nhà, họ bán nè, họ làm bằng gỗ nè, thì cả nhà nhìn ra cái gì là nó ra cái đó nha. Thì hỏi chồng mình để làm cái gì thì chồng cũng kêu không biết là để làm cái gì nữa. Là cả nhà nghĩ nó giống cái gì là nó giống cái đó nha cả nhà. Mình cũng không hiểu luôn, thì hỏi chồng để làm gì chồng cũng không biết. Đúng chứ. Họ đục đẽo ra nè. Ú là trời, nó làm gì ta. Đấy cả nhà, sau khi mình về nhà thì mình mới nhờ chồng lên internet tìm hiểu coi là hai cái món đó dùng để làm gì nha. Tại thực ra là ảnh cũng không biết là dùng để làm gì. Ảnh biết là cái gì nhưng mà không biết dùng để làm gì. Đó thì ảnh lên mạng tìm hiểu thì thực ra nó là cái đồ khui bia nha cả nhà. Đó ví dụ là mình vào nhà ai người ta mời mình uống bia thì mình sẽ hỏi là cho mượn cái đồ khui bia. Thì nếu mình là nam thì người ta sẽ đưa cho cái ngắn ngắn tròn tròn hơn đó để khui. Còn nếu mình là nữ thì người ta sẽ đưa cho cái dài hơn để khui. Thì cái kiểu bên đây là họ thích là chọc mọi người cho vui á, chọc chơi cho vui á, làm cái gì đó thú vị đó. Thì cũng không ngờ là họ quá thú vị đến mức là nghĩ ra hai cái món đó để khui bia nha cả nhà. Thì nếu cả nhà thấy video của mình đen tối thì khi xem á, nhớ bật đèn lên nha, là hết tối à. Khu để họ nhảy nè, điệu nhảy mà rất là truyền thống của người Tây Bắc đó, đều là điệu nhảy là phô hồ, tên là phô hồ, phô hồ, là điệu nhảy ra. Đây đèn các thứ họ chuẩn bị sân khấu nè, đó là họ sẽ tập hợp lại đây để họ nhảy cái điệu nhảy của họ. Tức là cái nơi đây giống như là cái nơi tập hợp của cộng đồng người miền Tây Bắc đó. Họ bán các sản phẩm của người miền Tây Bắc rồi nhảy nhót rồi ăn uống theo kiểu của họ, cái đầu ngựa trang trí theo kiểu của họ đẹp không? Đó thì họ bán những cái trang trí như thế này nè. Thì người Tây Bắc là hơi hoang dã nha cả nhà. Đây. Họ thích trang trí, họ thích màu sắc, họ thích thổ cẩm đó, kiểu giống như là người miền Tây Bắc bên mình quá, mình cho mình cái cảm giác như vậy á. Họ thích trang trí nè, họ thích dệt đồ các thứ đó. Rất là kiểu như là thổ cẩm á cả nhà đó, những cái công việc dệt bằng tay như vậy á. Phô mai, các loại phô mai đó, phô mai mùi rất là đậm nha cả nhà. Đây là thức ăn của họ, thường là phô mai, thịt muối, thịt khô. Thì nó cũng giống như chợ Bến Thành á. À người Brazil bên đây họ trồng mướp, họ không có ăn nha cả nhà.
mà để họ lấy cái sơ mướp họ bán ha, thì để là chà chân chà tay đồ gì đó. À, ở đây họ bán hột điều nè. Đây nè cả nhà, đây là một cái cửa hàng mà kiểu như rất là miền Tây Bắc luôn, cái kiểu như là thể hiện những cái sản phẩm rất là Tây Bắc nha cả nhà, cho khách du lịch tới tới đây luôn nha. Đây. Ở đây cả nhà. Đó là họ thể hiện cái văn hóa của họ ở trong đây nè. Đó. À, cái nhà ở cái khu vực nhà nghèo bên miền Bắc, miền Tây Bắc là gì nè, là nhà kiểu như là bằng đất sét, gỗ đất sét giống như là vách đất á, như như mình á đó. Đó, rồi cái cái cách làm bếp của họ giống Việt Nam ha, giống Việt Nam mà kiểu như ở quê đó, thì nhà mẹ mình cũng có cái bếp dưới đất cũng chụm củi như vậy nè cả nhà. Đó, đây là coi cái cách trang trí cái bếp của họ kiểu kiểu là kiểu ở quê nha. Đây. Kiểu như cũng cũng rất Việt Nam á. Nuôi gà đẻ trứng. Đó. Đây là cái kiểu người miền Tây Bắc á, thì thường là họ sẽ ngâm ngâm hơn á, ngâm đen hơn là những người ở vùng khác. Đó. Ngựa. These guys are really well known. Theo. Đây, họ rất thích làm những cái hình nộm á cả nhà. Hình nộm tượng đồ đó. Đó để trang trí. À. Đây. Đây là kiểu làng quê người vùng Tây Bắc đây cả nhà. Đó. Nhà của họ nè. Lợp ngói kiểu như là giống Việt Nam mình á, giống làng quê Việt Nam mình ghê luôn á. Cây xương rồng đó. Rồi cũng nuôi bò nè, ngựa nè. Đó. Đó rồi lên đồi. Đó, tức là cái mô phỏng ở đây của họ về cái văn hóa người miền Tây Bắc là rất là giống luôn á. Đây nè, nhà nè. Kiểu như là ý như nhà làng quê Việt Nam mình vậy nè. Cây chuối rồi. Đây cả nhà. Rất là giống như kiểu làng quê Việt Nam mình nha cả nhà. Con cừu. À, con chó, con cừu chạy dọc bờ sông các kiểu. À, ở đây cho mình cái cảm giác là giống như kiểu là làng quê Việt Nam mình lắm luôn á. Đây. Nhà, trước nhà có cái bếp cưng à. Treo cái chảo nữa. Đây sẽ mô tả nguyên một cái làng quê người miền Tây Bắc nha. Nhà đó, người dân làng sẽ tụ tập lại ca hát nhảy múa, họ sẽ trang trí như thế này nè. Đó, giăng mấy cái lá cờ vậy nè, rất là màu sắc. Rồi có xương rồng, rồi ngựa, dê, cừu. Đó, rồi từ trên thượng nguồn là có dòng sông nè. Đó, giữa làng có dòng sông chảy xuống đây. Đó, chảy xuống đây rồi có các ngôi nhà khác. Đó, thì rất là giống mấy cái nhà mà ở vùng miền núi Tây Bắc của mình đó, kiểu kiểu vậy luôn á. Đó. Rồi, xuống đây. Họ thích mặc đồ màu sắc sặc sỡ nha, thường là da của họ sẽ là nâu nâu ngăm đen. Đây. Đó. Đây. Nguyên cái làng của họ nè. Nguyên cái làng của họ đây. Nguyên cái làng của người nguyên cái vùng nông thôn của người Tây Bắc đây.
Đây cả nhà, họ bán rất là nhiều kiểu bột luôn. Ở đây họ có bán cà ri nha. Thì cái văn hóa ẩm thực của người Tây Bắc này là hơi giống người Việt Nam nha. Thì sẽ ăn cái thịt khô, có cá khô và nhiều ớt. Còn ở những vùng khác thì không có như vậy. Đây họ có bán cà ri nè. Đó, rồi bột nghệ, rồi nhiều cái thứ bột hoặc là bột ớt. Đó. Rồi ớt khô, đây họ có bán ớt khô nè. Người ở vùng khác là như Rio de Janeiro thì họ sẽ không có ăn cay, không có ăn ớt khô đâu. Thì chỉ có người vùng Tây Bắc này là họ sẽ ăn cay. Thì có thể thấy cái ẩm thực của họ là rất giống với người Việt Nam mình. À, trời ơi, coi họ bán cá khô nè cả nhà. Không biết con cá gì mà nó to lắm so với cái bàn tay mình đi. Là nó rất là to thì họ chỉ bán cái loại cá khô này thôi. Đây nè, muốn mua cá khô không? Chồng con nói là có đem mẹ ra đây mua cá khô. Nhưng mà mẹ không có thích, bà ngoại không có thích cái kiểu cá khô như vậy. Thấy to quá, nhìn đáng sợ quá. Đây, thịt khô nè. Rồi, dược mình cũng có bán dừa khô nè cả nhà. Dừa khô. À, có một loại cá khác nữa nè cả nhà. À, giống như là cá cơm khô á, giống như con cá cơm trắng khô mà nó to hơn. So, how many should you buy for your marriage price? This one, how much? So take a little bit this for me to try. Yeah, mình bà ngoại thì không thích cá khô đây nha cả nhà. Thì thôi mình mua thử một ít cái này để thử cho vui thôi. Nhìn thấy nó cũng kỳ quá. Bà ngoại chứ không phải đâu, nó ướp vậy á, nó ướp vậy á, vậy một đâu nó ướp kiểu vậy á. Thì đó, mình mua thử một ít cái này để về ăn thử nha. Bà ngoại thì không thích. Ok ok, đó mình mua thử. Ok, hỏi đi. Ở đây họ có bán tôm khô nè cả nhà. Đó, thì chỉ có người vùng Tây Bắc mới ăn tôm khô, cá khô thôi. Thì cái tôm khô của họ nhìn cũng kỳ ha. Bà ngoại không thích lắm. Để mình coi cái này là họ bán là 175.000 một ký nha. Cái này nè, cái cá này nè. It's called butter cheese, only not Eastern. Cái này là phô mai rất đặc biệt của người miền Tây Bắc nha. Mẹ cho ăn thử phô mai không? Thì cái phô mai này là rất là nấu Natalia dơ, rất là đặc biệt của người Tây Bắc nha, gọi là phô mai bơ. Mời cả nhà dùng thử nha. Mặn mặn béo béo. Mẹ thử không? Cho bà ngoại thử, bà ngoại không thử. Bà ngoại hơi khó khăn trong việc ăn bún cả nhà. Ngon nha cả nhà, béo béo. Ngon. Mặn mặn béo béo. Muốn thử. Kêu thử mà họ cho hào phóng cả nhà. Thật đều. Mình đang ăn khí thế không cả nhà. Nó là hạt điều được tẩm ướp.
hạt điều tẩm ướp luôn. Buy a book? You want to buy for me? No. Natalia. Cái cách làm võng ở đây cả nhà rất là công phu nha, cầu kỳ nha. Đó, họ đan cái võng xong rồi còn thêm cái turua ở dưới này nè để cho đẹp á. Đúng rồi, cái võng đó con. Đó. Cái võng nhìn rất là chắc chắn luôn mà đẹp nữa. To lắm. Thì mới chứa được người bên đây. À, có cái kiểu võng như vậy nữa nè, để treo lên đó cả nhà. Đó, mình mua về xong cái mình làm một cái móc thiệt là chắc nha, để treo lên. Đó, ngồi. Cái này là dạng như là võng ngồi nha. Đây. Đi đi nó tới nha. Đây. Đó. Võng của họ rất là đẹp và cầu kỳ nha. Thì thêm một cái đặc điểm của người Tây Bắc á, thường là họ sẽ thấp hơn những người ở cái miền khác ở Brazil này. Họ giống như là người bản xứ Brazil thì họ sẽ thấp hơn, da họ sẽ ngâm hơn. Bán thai từ thức ăn họ nhìn khá giống mình á, khá là giống mình. Cơm khô, xúc xích, mấy cái quạt nang cũng giống giống thế này cả nhà. Họ có bán đũa nữa nè cả nhà nè. Họ đâu có ăn đũa đâu mà không biết, là họ bán cái đũa này chắc để nấu ăn thôi à. Đũa này là để nấu ăn à. Trời ơi, cái cửa hàng mỹ nghệ này rất là đẹp nha. Con cú này là 250, rất là đẹp à, nhìn thiệt ghê. Ồ, họ bán đồ trang trí đẹp quá. Đó, những cái kiểu nhà mà họ để mấy cái con búp bê này, lần trước là mình quay cái video nhà kiểu Brazil cho cả nhà xem đó, thì họ sẽ đặt những cái con búp bê như thế này ở trước nhà nè. Thì đó là cái phong cách của người Tây Bắc nha. Ý, họ cũng có bán heo, heo bỏ tiết kiệm đó cả nhà. Không hiểu sao là họ rất thích con cú, họ làm nhiều con cú ghê nè. Các kiểu con cú mà đẹp quá. Rồi chim ưng nè cả nhà. Đó. Con trâu để kê cái chai rượu. Đó là những cái kiểu này là rất là Việt Nam luôn á cả nhà. Đây nè, rất là giống như người Việt Nam luôn nè. Vậy là cái văn hóa người Tây Bắc này là rất là giống người Việt Nam nha. Đây nè. Đó. Họ đan lát giống như là người Việt Nam mình luôn á. Thì một cái này là họ bán 100.000 nè cả nhà. Một cái ni nè, một cái ni, một cái mẹt nhỏ nhỏ này là 100.000. Và giống như là đối với họ con cú này là linh thiêng á, đối với người Tây Bắc thì con cú này giống như là linh thiêng á, nên là họ làm rất là nhiều con cú luôn cả nhà. Các kiểu con cú rất là đẹp luôn. Đây, một cái bộ con cú này là 125.000 thì cũng thấy rất là rẻ nha. 125.000 nè. Ôi. À. Cái này giống con dụ ấy cả nhà. Ủa đâu? À, làm sao mà không có, ở Việt Nam không có, làm sao mà nó chui vô như vậy á. Ủa, họ làm mấy cái con cú đẹp ghê luôn á. Thấy nè. Cái kiểu đồ mỹ nghệ của họ rất là tinh xảo nha.
con cá sấu nè. Đây nữa cũng là cú nữa, thì đối với họ cú là một cái con vật rất là linh thiêng, theo cái kiểu của họ, theo cái văn hóa của họ nên họ làm rất là nhiều con cú, đủ kiểu con cú hết. Cú đây. Đây là tá liền. À, cú đó nè cả nhà. Mấy cái tượng nè. Trời ơi, mấy cái đồ mỹ nghệ ở đây là nhìn say đắm luôn á cả nhà. Mấy cái đồ mỹ nghệ trang trí ở đây rất là đẹp. It's traditional, can I say, craftsmanship from Austria. À, rất. A lot of clay. Yeah, họ làm từ, có thể làm từ gỗ, cây hoặc là đất sét á cả nhà. Đó. Họ làm quá sức là đẹp luôn. Đây nè, cái nhà con cú này đẹp quá. Nguyên cái ổ con cú này nè cả nhà. 250 thì mình thấy rất là rẻ nha, cho cái công sức họ làm đẹp như vậy nè, tỉ mỉ như vậy nè. Con voi cũng đẹp luôn. 300.000 một con voi này nè cả nhà. Cũng bự nha, so với cái tay mình nè, cũng bự nè. Con voi 300.000. Trời ơi nhìn mê ghê. Hay là những cái này nè. Đó. Tượng đồ rất là đẹp luôn bằng đất sét đây. Ừ. Đất sét nha cả nhà. Quá sức là đẹp luôn. Ở trên trần nhà nè cả nhà. Đó. Rất là nhiều cái kiểu trang trí. U con vẹt đẹp chưa? Con vẹt nè. Đó, để treo trang trí trong nhà quá sức là đẹp luôn, nhìn mà mê không muốn đi ra luôn á, quá chừng đẹp. Đây nhìn nó thiệt lắm đó cả nhà. Đó. Ui chơi con ngựa, họ rất khéo tay trong cái việc làm những cái hàng mỹ nghệ handmade đồ nha cả nhà, rất là khéo tay luôn á, rất là khéo tay làm đồ handmade. Lượt nè. Thấy cả nhà, cái đồ nạo dừa nè. Trời ơi, giống Việt Nam chưa? Các người Việt Nam với người Tây Bắc Brazil có sự liên quan lắm á. 30.000 cái đồ nạo dừa. Đây là bắp đó cả nhà. Đó, họ đang làm một cái món truyền thống của người, rất là phổ biến của người Brazil luôn, là từ cái bột mì này nè cả nhà. Đó, từ cái bột mì này. Đó. Rồi ép ra vậy nè. Rồi sau đó là bỏ cái dừa ở bên trong. Thì chồng muốn ăn, tại vì ăn chay á, ở đây là đa phần là bán cái đồ ăn mặn nhiều hơn, nên là chồng muốn ăn cái này là chay. Họ dùng những cái chảo gì họ làm cái bánh. Đây là bắp nha, bắp xay nhuyễn ở bên trong đó. Ép lại là đã có dừa ở bên trong. Đó. Để chồng ăn review. Đây là có dừa ở bên trong nha cả nhà. Ăn thử nha. À, xin mời cả nhà. Mặn mặn, cái dừa, cái cơm dừa họ tẩm mặn mặn. Mấy cả nhà họ có bán cái kẹo đậu phụng nè. Cũng giống Việt Nam mình luôn á. Nè, kẹo đậu phụng nè. Đây cả nhà, người Tây Bắc họ ăn ớt này giống mình nè, bán cả chai vậy đó. Một chai bự như vậy là 225.000 nha. Đó. Nhìn ớt giống như là cái ớt hiểm của mình ghê luôn á, nhỏ nhỏ như vậy nè.
đó thì người vùng Tây Bắc Brazil thì ăn cay, còn ở vùng khác ví dụ như Rio de Janeiro thì họ sẽ không ăn cay đâu. Đây cả nhà, trước mặt mình là hai nghệ sĩ đang chơi đàn violon nha. Trước mặt mình là pensar, Jesus, e procurar um grande amigo. Pedir sorte a Jesus Cristo pra lhe livrar do perigo. Só com Jesus que eu consigo nessa minha caminhada. Não é de caminho todo, melhor que a moça errada. Que eu confio em Jesus como o final da estrada. É bom ler a Bíblia Sagrada, que ela é quem mostra a luz. Ensina a gente a seguir todos os caminhos de Jesus. É quem dá força e coragem para conduzir nossa cruz. Tudo isso me seduz, ativar meu pensamento. đây cả nhà, giống như là hôm nay mình ghé thăm chợ Bến Thành ở thành phố Hồ Chí Minh nha. Cái cách gian hàng bán đủ thứ rất là giống luôn đó, thì cho mọi người biết thêm về cái văn hóa của người Tây Bắc Brazil như thế nào. Xin cảm ơn cả nhà đã xem video, xin cảm ơn, xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại. Bye bye.